chào các bạn. Hôm nay tôi ở trên đường Long Xuyên. Bây giờ ở trên đường đi ăn cơm tấm. Trời của hôm nay giỏi quá mà. Tôi có thể mặc áo này this shirt vì không nóng. Hôm nay là ngày thứ ba ở Long Xuyên. Tôi cố gắng không bị xe máy get hit. Trời ơi, có một người nước ngoài ở đây. ok, tôi phải nói cho các bạn về kinh nghiệm ở Long Xuyên, thành phố Long Xuyên. Trời ơi là trời. Đợi một xíu. Tay phải hơi mệt. Trời ơi. Okay, how am I doing this? Like this? Okay. Well. Ở thành phố Long Xuyên, tôi nghĩ ngủ ở một khách sạn tên là không phải khách sạn like real thật, the motel, yeah, mà ông chủ của khách sạn của tôi rất giỏi vì anh ấy có cách tính cách giống nhau tôi. Anh ấy không sợ nói chuyện với like strangers, đặc biệt là người nước ngoài. Tụi mình có nói chuyện về rất nhiều chủ đề. Ví dụ tại sao người Việt Nam sợ nói chuyện với người nước ngoài. Yeah, something like that. Okay. Đổi tay phải. Vừa mới tôi đang dùng tay trái. Bây giờ không chắc chắn. Không chắc chắn đi đâu vì quay video không thể xem bản đồ. Vậy map, bản đồ. Vậy map. Yeah. Okay. Nói tiếp. So, tôi có quen con của
ông chủ và vợ của ông chủ, con của ông chủ rất là dễ thương. Hả? Karaoke. Karaoke. Hello. Bà người ở behind me, người ở sau, what can you say, 在我后面的人啊，奔奔sau của tôi. Okay, anyway, ông chủ muốn con của anh ấy học tiếng Anh giỏi. Yeah, đúng rồi. Where am I going? Trời ơi, bây giờ đi đâu không biết. Yeah, I think I went the wrong way. Anh, tôi nghĩ tôi đi direction sai. Yeah, đợi một xíu. I'm lost. I'm so lost. Lạc đường. bây giờ lạc đường rồi. Trời ơi. Okay. This is a đường đi bộ. Một lát thì tôi có thể kết thúc. Trời ơi, ok. Chuyện này. Ok. Ok. Đủ. That's enough. Đủ giỏi, I guess. Nói hẹn lại rồi, hẹn gặp lại ở quân cấm tám. Ok, bye bye.